tương lai của Lê Minh Vlog. Thì cả nhà ơi, hôm nay buổi sáng sớm mình mời cả nhà hãy cùng đi trải nghiệm bãi trước của thành phố Vũng Tàu với mình, xem cái khung cảnh bãi trước buổi sáng này nó nhộn nhịp như thế nào của chiều thứ bảy nha cả nhà. Thì mình mời cả nhà hãy cùng đi với mình nhé. Let's go. Đây cả nhà xem trước mặt mình là cái khung cảnh của bãi trước này cả nhà nhé. Đây là tổng quan của khung cảnh bãi trước cả nhà ngắm qua cái tổng quan bãi trước của mình một tí nhé. Đấy, phía xa xa bên kia là cáp treo đấy cả nhà. Buổi sáng người dân đi tắm biển buổi sáng rất là đông. Thì như cả nhà biết rồi, ở bãi trước là hầu như là người ở địa phương đi tắm rất là nhiều, những người khách du lịch rất là ít nhà cả nhà. Tại vì cái khung cảnh bãi trước này biển sóng rất là ôn hòa, nên người dân ở địa phương xuống tắm biển được đâu. Thì cả nhà nhìn hầu như những các cụ già đi tắm biển nhiều. Đấy, cái lượng khách tắm biển cũng rất là đông cả nhà. Nhìn sóng vỗ dù dào. Các cụ buổi sáng đi tắm hầu như là tắm để thể dục. Xung quanh đây là chủ yếu là khách địa phương. Khách buổi sáng tắm rất là đông cả nhà. Một khung cảnh rất là đẹp. Xa xa kia là khu vực cáp treo cả nhà. Bên đấy là thuộc núi lớn của thành phố Vũng Tàu. Bên này du khách toàn là những người lớn tuổi, thanh niên thì hầu như đổ xô vào du lịch phía sau hết, không có người đóng ở đây. Bên này còn có vòi tắm xong có vòi nước ngọt cả nhà này. Một cái khung cảnh buổi sáng cả nhà xem rất là nhộn nhịp ở khu vực bãi trước. Nhìn ra xa những con tàu rất là đẹp. Trên bà có vòi tắm nước ngọt luôn. Cái xa xa bên này đó là núi, bên này là thuộc núi Giang Tây. Núi Giang Tây cả nhà. Đấy. Đi đường Hải Âu. Nên tắm nước ngọt rất là đông, đây có cái vòi nước ngọt. Nhìn những hàng dừa rất là đẹp. Hiện tại bãi trước là thuộc một ít đường
Trần Phú và một đường Hải Âu như cả nhà. Đấy, đang trước ống kính của mình đó là đường Hải Âu. Còn dưới khu vực bên cáp treo là đường Trần Phú. Đây, bà con khán giả đang ngồi xem tắm rất là đông luôn. Cả nhà biết là bãi trước cái diện tích rất là hẹp, không có rộng được như bãi sau cả nhà, nên là cái lượng khách cũng không có đông lắm, chủ yếu là các cụ sáng tắm thể dục là nhiều. Kênh được ngày một phát triển cả nhà. Hôm nay sóng biển vào nên rác rất là nhiều khu vực bãi trước. Đây, xa xa đây là khu vực cáp treo đây cả nhà. Đấy, nhưng mà giờ này cáp treo chưa hoạt động. Tắm biển rất là đông người cả nhà ra. Nếu như con gió thì hơi hồn thì mong cả nhà hoan hỉ cho mình nhé. Ông này là chuyên gia bắn cá của bãi trước. Cái này là đại ca chuyên gia bắn cá ở bãi trước rồi cả nhà. Nhìn khuôn mặt rất là thân quen. Đấy, nhìn nhiều địa phương này lượng xe để ở đây rất là đông cả nhà, nhìn thấy lượng xe các nhiều địa phương đi tắm biển là nhiều khu vực bãi trước này, người đi du lịch thì tắm khu vực bãi trước là rất là ít cả nhà, tại vì cái không gian bãi trước này rất là hẹp, cũng không có rộng như là khu vực bãi sau, thành thử cái lượng khách tắm chủ yếu là địa phương thôi, không có khách du khách du lịch ở nơi xa tới. Được cái lợi thế ở bãi trước này là cả nhà biết không? Tắm biển xong lên cái vòi nước ngọt để tắm này cả nhà. Đấy. Cho nên là dân địa phương ở đây người ta đổ xô ra đây để tắm ở đây rất là nhiều. Chủ yếu là các
sinh ra. Tắm biển ở đây đông, chủ yếu là tắm để đi thể thao vậy. Nhà nhà nhìn thấy lượng khách tắm biển cũng rất là đông đúng không cả nhà? Rất là thân quen của một quê hương du lịch. Nhìn thấy hình ảnh rất là đẹp đó cả nhà. Nên mình cũng xin dừng tại đây một lần nữa. Mình chân thành cảm ơn cô dì chú bác trong thời gian qua đã ủng hộ mình và đồng hành cùng với mình. Thì hãy tiếp tục cùng đồng hành với mình, hãy nhấn like, nhấn subscribe. Nếu bạn nào chưa đăng ký thì hãy nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cả chuông sớm có một video mới để xem cả nhà. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Xin chào.